Hello mọi người, hello mấy bà, mấy ông. Ngày hôm nay mọi người chắc đang thắc mắc, chắc không nhiều người đâu, nhưng mà ai coi thì thắc mắc là mình tụi tôi nói tiếng Anh sao ngày hôm nay tôi nói tiếng Việt, đúng không? Cái vấn đề là như vậy, tôi bị cô đơn á. Tuần trước á, cái tôi up cái video, tại tôi bận quá đi, tôi không up lên trên mạng xã hội, tôi không có dạng như là sao ta, không có quảng cáo, không có bạn bè ơi vô coi á, thì cái nó lèo tèo á, cái nên tôi buộc, cái này là bây giờ tôi quyết định rằng tôi sẽ sống thật với bản thân mình, tại vì dù gì cũng có ai coi tôi đâu, cho nên nó là mấy ông mấy bà là phước á, rảnh á mà ngồi coi được á, thì nhớ like, nhớ comment, nói gì cũng được, nói xàm nói xí cũng được. Bây giờ là buổi chiều, hôm nay một trong những cái lý do mà tôi quay cái video này là tại vì tôi sẽ có một cái bất ngờ. Bạn trai tôi thường gọi là Bóng á, bạn Bóng nhà tôi hôm nay có bất ngờ cho tôi, hẹn 5 giờ là sau giờ hành chính rồi, không có lên chắc lên phường được. Cái xong tôi tưởng á là dẫn tôi đi ăn ở đâu hay thôi, nhưng mà tôi xin nhớ là kêu tôi mặc đồ thoải mái bình thường thôi, chứ không có đi ăn ở đâu, với lại cho tôi ăn ở nhà nữa. Hôm nay tôi ăn đồ Hàn Quốc tôi nấu, ăn no cạnh hông rồi đã mới dẫn đi ăn nữa. Xong tôi nghĩ là chắc tôi đi dẫn tôi đi shopping mà kêu tôi là phải đi sớm. Cái xong tôi suy nghĩ, tôi nói có khi nào tôi đang suy nghĩ thôi nha, tôi đang kiểu mở ra nhiều đường á, cái tôi nghĩ có khi nào thằng tôi con chó không. Mà tại vì tôi suy nghĩ gì nè mọi người, kiểu khó lắm mọi người ơi, khó một cái chuyện đó lắm. Cha chân mày nó không có hợp, tại vì hôm bữa cái tôi mà tôi làm việc ngoài mình, mà tôi edit đó, cái edit những cái video mà mọi người không like vô. Tôi edit mọi cái mấy cái video xong rồi cái tôi sợ ma, không biết là hãng gì vậy, có khi nào mình tôi quyết định tặng con chó không. Nhưng mà kiểu tôi nghĩ đến cái thân của tôi hay đòi là tôi mình nuôi chó, tôi không có chịu chó ở bên đây. Ủa quên, tôi đang ở Mỹ nha mọi người, thì ở bên đây là người ta sẽ dắt chó đi dạo, dẫn chó đi tỉa lông tùm lum trơn á. Trời ơi, tôi nói thiệt với mọi người nha, cả tuần nay rồi tôi không có đi tập thể dục. Tôi không có nghĩ được, cho nên kiểu giờ bây giờ rối rắm á, mọi người hiểu không? Ok. Ôi trời, tự nhiên cái bình thường cái em đang ngựa làm cuốn lô chi, cái giờ tóc nhìn ủa sao kỳ vậy ta. Trời ơi, tưởng nó sẽ kiểu bự bông bềnh à, quên rồi, xong lấy lộn cục nhỏ. Thường tôi hay kẻ cái kiểu là kẻ chân mày, sau đánh blush đánh má hồng là đủ rồi đó. Tôi thích mấy cái kiểu xì đạp của mấy người Tây Tạng, nó fashionista luôn á, giống như là kẻ cái chân mày siêu đậm nha, xong cái má siêu đỏ, má đỏ hay lên vậy thôi, cái người ta đúng kiểu đẹp á. Nhưng mà chắc là thôi, mình phải phạm chùa khác. Được rồi, đi. Ủa, tôi giới thiệu với mọi người, đây là Jennifer chưa? Jennifer là bạn thân của tôi được khoảng 2-3 ngày nay rồi đó. Ok mọi người, xong tự nhiên cái bác tôi mặc áo cúp bộ, đây là một cái áo cúp bộ khác của tụi tôi, xong mang giỏ, cho nên tôi mang cái giỏ này. Cái bác tôi phải mang bata, bạn Bóng cần kiểu hớt tóc lên xịt dầu thơm, thì tôi phải xịt dầu thơm, hồi hộp. Xa xôi dữ vậy trời. Bây giờ tụi mình sẽ luyện tập nha mọi người. Yes, I do. Em bằng lòng. Đừng có coi. Sắp qua này chơi đỡ nắng. À, được. Nhờ cái máy fail này mà tự nhiên bây giờ có cái hàng hiên che gọn quá. Rồi em định để em coi gì. Em thử hai máy xem có ra sao. Ôi trời ơi, anh có nói chuyện với em đâu không? Con người này không bao giờ nói chuyện với mọi người, kiểu một đứa thích đọc rap nhưng một người thì chỉ thích nghe nhạc không lời. Em đã đợi được đến một tuần rồi gì nữa. À, một tuần, trời ơi, một tuần lẫn đó. Một hút nữa nào mình sẽ biết được cái gì mình đã chờ suốt cả tuần ngày hôm nay. Wow, em tinh thần với anh. Lại vào đồng cỏ xanh, thiên thần phải có cánh, cây lá phải có cành,
em là phải gọi anh. Ủa gì vậy anh? Sao vô cái nhà máy vậy anh? Trời ơi, dẫn chưa casino đi. Thôi, ngày hôm nay của chúng ta là xong rồi. Không còn gì để quay nữa hết nha. Tôi đâu có biết đánh bài đâu trời ơi. Tôi tưởng lát tôi hút con chó về. Một con chó xong rồi tôi sẽ kêu là Olaf với mọi người. Trời ơi, tôi chuẩn bị tinh thần luôn. Olaf là cái gì? Em đã nói là em sẽ đặt tên chó là Olaf mà. What is it? Wait, are we on the at the Imagine Dragons show? Really? Đoán xem. So it is Imagine Dragons. Bé còn ngồi ngay sát stage luôn. Biểu cảm của em lạ đấy. Muốn nước gì không? Mua. Sau khi biết được điều bất ngờ là gì? Mặc dù không còn là được có một con Olaf ở nhà nữa hay cái gì đó kiểu như vậy, nhưng mà Imagine Dragons kiểu ngồi khá là gần đó nên anh tính đúng hay luôn, đúng chuẩn luôn á. Bị lạnh thiệt mọi người. I will say is to always ask for help. Don't ever go through it alone. Talk to your parents. If it's available to you, you may go to a therapist. I go to a therapist. Therapy does not make you broken. Therapy does not make you weak. There's something about the way that you walked into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, and still you want me. Anh ăn cái miếng bể á. Good morning. So today is Sunday. I'm currently obsessed with headband. I already finished doing all the makeup and outfit, so this is an outfit check. Kind of messy right now, but sandal is super new. My mom sent it to me from Saigon for a year or so. And you wanted to order a gamba, is that correct? Yes. So this is what I mean, Eden.